Thưa quý vị và các bạn, trong một báo cáo mới đây, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 800.000 năm qua. Đồng thời, tổ chức này cũng cảnh báo là nếu chúng ta không nhanh chóng cắt giảm khí CO2 và các loại khí nhà kính khác, thì thế giới sẽ phải đối mặt với sự gia tăng nhiệt độ đến mức nguy hiểm, vượt qua giới hạn đã đề ra tới năm 2100. Lời cảnh báo này khiến các nhà lãnh đạo của thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu-EU, càng gấp rút hơn trong việc thực thi các biện pháp nhằm đối phó với mối đe dọa này. Theo đó, ngày 8 tháng 11 vừa qua, Liên minh châu Âu đã đề xuất cắt giảm 30% lượng khí thải CO2 từ xe ô tô đến năm 2030, đồng thời khuyến khích việc sản xuất cũng như sử dụng các dòng xe điện thân thiện với môi trường. Đề xuất mới của Ủy ban châu Âu yêu cầu cắt giảm 30% lượng khí thải carbonic từ ô tô vào năm 2030 so với mức đề xuất của năm 2021. Bên cạnh đó, cơ quan EU này cũng đưa ra một mục tiêu ngắn hạn hơn, đó là cho tới năm 2025 sẽ cắt giảm được ít nhất 15% so với mức của năm 2021. Trước đó, quy định về mức khí thải từ nay đến năm 2021 là các mẫu xe mới phải đạt mức chuẩn khí thải là 95 gram carbonic trên 1 km đối với xe ô tô và 147 gram trên 1 km đối với xe thương mại hạng nhẹ. Những hãng xe nào không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải sẽ đối mặt với mức phạt 95 euro đối với mỗi gram carbonic phát thải vượt mức cho phép đối với mỗi xe. Tuy nhiên, đề xuất này không áp đặt việc hạn ngạch cụ thể đối với xe không khí thải và được cho là mục tiêu khiêm tốn so với mục tiêu mà một số thành viên Liên minh châu Âu ra. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng có kế hoạch cấp 800 triệu đô la Mỹ cho ngân quỹ mở rộng và tiêu chuẩn hóa các trạm sạc cho xe điện trên toàn châu Âu. Giới chức EU nhận định và phát triển trong ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong khối, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất của Mỹ hay Trung Quốc. Chúng ta cần phải hành động để giữ ngành công nghiệp ô tô châu Âu có sức cạnh tranh và sáng tạo. EU hiện đang bị tụt lại phía sau trước cuộc chạy đua toàn cầu về sản xuất xe sạch. Chúng ta sẽ mất quyền lãnh đạo về công nghệ đối với các loại xe sạch nếu Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục tăng tốc. Hãy nhìn nhận một thực tế là châu Âu đang đi không đúng hướng. Động thái mới này của EU lập tức nhận được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động vì môi trường, trong đó có tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace. Đối với các nhà hoạt động vì môi trường, đây là điều EU đáng lẽ nên làm từ nhiều năm trước. Đáng lẽ EU nên làm điều này từ nhiều năm trước, bởi chúng ta đã chứng kiến một sự gia tăng lượng khí phát thải nhà kính từ ngành giao thông kể từ năm 2013. Đó chính là thời điểm EU nên đưa ra đề xuất để mang tới cho chúng ta một bầu không khí sạch, một sự bảo vệ cuộc sống. Đề xuất mới này hiện đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà sản xuất ô tô lớn trong khối. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo, động thái mới của EU có thể sẽ đẩy giá ô tô tăng cao trong thời gian tới. Trước khi được áp dụng chính thức vào thực tiễn, thì những đề xuất mới này của EU sẽ cần phải được 28 quốc gia thành viên và nghị viện châu Âu thông qua. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một trong những động thái rất tích cực của EU nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm khí thải của châu Âu theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, được ký kết vào năm 2015. Không chỉ có EU mà nhiều nước khác trên thế giới cũng đang cùng nhau chung tay thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận khí hậu lịch sử này. Thay vì sử dụng năng lượng hóa thạch gây phát thải nhiều khí CO2, các nước hiện đang đẩy mạnh sản xuất và sử dụng những nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời. Và Brazil là một ví dụ điển hình trong xu hướng chuyển sang các nguồn năng lượng sạch. Brazil đã từng là một nước bị bỏ xa trước cuộc chạy đua sản xuất và sử dụng năng lượng sạch của thế giới. Tuy nhiên, giờ đây, đó chỉ là một câu chuyện thuộc về quá khứ. Một nhà máy năng lượng mặt trời khổng lồ đã được xây dựng ở Pirapora, bang Minas Gerais của Brazil. Với 1.200 tấm pin năng lượng mặt trời, nhà máy khổng lồ này có diện tích 800 hecta, tương đương khoảng 12.000 sân bóng đá gộp lại. Nhà máy đã bắt đầu giai đoạn sản xuất tháng 9 năm nay, nằm dưới sự điều hành của hãng năng lượng Pháp EDF Energie Nouvelles. Dự kiến trước quý 2 năm 2018, nhà máy sẽ đạt công suất 400 MW. Công suất này được cho là sẽ đủ đáp ứng nhu cầu hàng năm của 420.000 hộ gia đình ở Brazil. Brazil giờ có thể được xem là một nhà vô địch về năng lượng tái tạo. Rất nhiều nguồn năng lượng tự nhiên đã được khai thác như năng lượng nước, gió và giờ đây là năng lượng mặt trời. Và Brazil cũng sẽ sớm có những nhà máy có năng suất hàng gigawatt trong thời gian tới. Có thể nói, Brazil đang trong quá trình biến đất nước này trở thành một trong những nguồn năng lượng mặt trời lớn nhất.
công ty Pháp EDF Energy Nouvelles chiếm 80% giá trị đầu tư trong dự án xây dựng nhà máy ở Pirapora, 20% còn lại thuộc về công ty năng lượng mặt trời của Canada. Tổng trị giá đầu tư của công trình này lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Là một quốc gia lớn nằm ở vùng nhiệt đới, Brazil có lợi thế rất lớn trong lĩnh vực sản xuất nguồn năng lượng tái tạo này, đó là nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào. Tuy nhiên, vẫn trước khi Brazil thực sự trở thành một quốc gia hàng đầu trong việc sản xuất năng lượng sạch của thế giới. Hiện nay, những nhà máy năng lượng mặt trời như ở Brazil đang đóng góp một vai trò rất lớn trong cuộc chiến cắt giảm khí thải nhà kính, cũng như chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bên cạnh tìm ra các giải pháp cắt giảm khí CO2 thì còn có một vấn đề đang tồn tại rất đáng lưu tâm, đó là lượng khí thải CO2 khổng lồ hiện có trong bầu khí quyển của trái đất. Và các nhà khoa học đã nảy ra ý tưởng tại sao không biến chính CO2 thành năng lượng. Cùng với những nỗ lực trực tiếp giảm phát thải carbonic, các nhà khoa học đang tìm tòi phương pháp thu giữ carbon từ các nguồn thải như nhà máy nhiệt điện than và tận dụng trong các quy trình công nghiệp khác gọi là phương pháp CCU. Một ứng dụng của phương pháp CCU là tạo ra các chất hóa dầu như khí đốt, trong đó carbonic được hydro hóa để tạo ra khí đốt thay vì sản xuất trực tiếp từ nhiên liệu hóa thạch. Một phương pháp áp dụng hiệu quả hơn, phản ứng hydro hóa mới đây đã được giới thiệu trên tạp chí Nature Communications. Một nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Trung Quốc đã tìm ra một hợp chất xúc tác đa năng mới có khả năng biến carbonic và hydro thành khí đốt. Trong những thử nghiệm trước đó, chỉ chưa tới một nửa lượng hydro carbon thu được có thể sử dụng cho các phương tiện vận tải. Thế nhưng, hợp chất xúc tác do các nhà nghiên cứu Trung Quốc tìm ra là có thể sản sinh tới 78% hydrocarbon, tương đương với khí ga. Tuy nhiên hiện tại, phương pháp mới này vẫn còn một vài trở ngại trong quá trình cũng như giá thành sản xuất. Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận quy trình này có thể chỉ phù hợp trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như ở những nơi có nguồn hydro rẻ và phát thải carbonic cao. Nếu các nhà khoa học có thể giải quyết được các vấn đề còn tồn đọng, công nghệ mới này có thể sẽ được đưa vào thực tiễn trong vòng 5 năm tới. Những nỗ lực của Brazil hay sáng kiến của các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong cuộc chiến cắt giảm lượng khí phát thải nhà kính là những bước tiến thực sự đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cuộc chiến này sẽ khó có thể thu được thành công cuối cùng nếu như không có sự chung tay của tất cả các quốc gia, các tổ chức trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Tổng thống Venezuela liên tiếp đưa ra các quyết định nhằm cải thiện đời sống cho người dân trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này vẫn chưa tìm ra lối thoát. Các biện pháp mới nhất bao gồm nâng mức lương tối thiểu cho người lao động thêm 30% hay phát hành đồng tiền mệnh giá 100.000 bolivar nhằm ổn định nguồn cung tiền mặt tại nước này. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và có thể nói là chạy ăn từng bữa, tiền lương eo hẹp, đồng tiền mất giá thì rất nhiều người dân Venezuela đã buộc phải tìm tới các trò may rủi để đánh cược vận mệnh. Họ chơi xổ số, cá độ không phải là do sở thích hay là vì máu cờ bạc hay là hy vọng đổi đời. Trên thực tế, cái họ cần là nếu may mắn sẽ có đủ tiền để mua lương thực đủ dùng cho một vài ngày. Câu chuyện về cuộc sống khó khăn của người dân Venezuela thời khủng hoảng kinh tế sẽ là nội dung tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Rất nhiều người xếp hàng ở phía ngoài một kiosk nhỏ trong một khu dân cư nghèo ở thủ đô Caracas của Venezuela. Họ tới đây để đặt cược vận may vào một con vật trong một trò chơi may rủi đang rất phát triển ở quốc gia Nam Mỹ này. Đáng nói, mục tiêu chơi trò may rủi của họ là để bù đắp cho những đồng lương ít ỏi mà mấy năm qua không đủ để họ sống. Rất nhiều người chơi xổ số. Trò chơi này giúp chúng tôi mua thức ăn và giải quyết rất nhiều thứ mà chúng tôi không thể mua được bằng đồng lương của chúng tôi. Trên thực tế, số người thắng ít hơn số người được. Dù vậy, những người này vẫn mộng tưởng về một vé số độc đắc để có thể duy trì ngày 3 bữa ăn trong một thời gian dài. Mỗi ngày, tôi chỉ cần trúng 30.000 bolivar thôi là tôi đã có thể mua được 2 kg gạo rồi. Dù vậy, tôi vẫn biết cách này chẳng thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng hiện tại. Làn sóng cá độ cũng rất sôi động ở các trường đua ngựa. Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, cứ vào dịp cuối tuần lại có hàng nghìn người tập trung ở các trường đua ngựa như thế này để tìm kiếm vận may. Tôi đã thắng một vài lần rồi và số tiền ấy giúp tôi mua nhiều thứ lắm. Mỗi cuối tuần tôi đều đến chơi ở đây. Về phần mình, các nhà xã hội học thì cho rằng đó là tâm lý thường thấy của con người khi lâm vào tình cảnh kinh tế khó khăn.
Vào thời điểm lạm phát phi mã, người ta thường hay có ý nghĩ, tôi hy vọng mình sẽ thắng được một giải thưởng nào đó. Cho dù nhiều hay ít, thì mình vẫn có tiền để tiêu. Nếu tôi may mắn trúng xổ số, tôi sẽ có một khoản tiền tiêu cho tới khi hết tháng. Trong khi lạm phát, thì tôi chẳng thể tiếp cận tiền mặt, thậm chí trong nhiều tháng. Ngoài chơi các trò chơi cá độ thì nhiều người dân Venezuela còn đang phiêu lưu vận may của mình vào một cách kiếm tiền đầy rủi ro khác. Trong bối cảnh siêu lạm phát khiến tiền mặt ở nước này dần trở nên vô nghĩa và niềm tin vào giá trị của đồng tiền Bolivar cũng gần như cạn kiệt, đó là đào Bitcoin và chữ Bitcoin. Đây là cách mà nhiều người dân Venezuela lựa chọn để bảo đảm cho tài sản của mình cũng như để tồn tại. Tuy nhiên bản thân Bitcoin vẫn thường được coi là một trong những khoản đầu tư rủi ro. Và ở một trong những nơi như Venezuela thì đào Bitcoin còn là một công việc đầy nguy hiểm. Bitcoin đang trở thành một xu thế kiếm tiền của hàng nghìn người dân Venezuela. Nguyên nhân Bitcoin trở nên phổ biến ở quốc gia Nam Mỹ là nếu chạy vài máy đào Bitcoin trong một tháng, một người bình thường có thể lãi $500. Số tiền này đủ để nuôi một gia đình 4 thành viên và mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Một lý do khác làm hoạt động đào Bitcoin ở Venezuela trở nên thịnh hành là bởi những thợ mỏ ở đất nước Nam Mỹ này không phải chịu quá nhiều gánh nặng về tiền điện. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, điện năng được trợ cấp nhiều đến mức nó gần như miễn phí. Ngoài ra, theo các chuyên gia về Bitcoin thì còn nhiều nguyên nhân khác. Tôi cho rằng người dân Venezuela nhanh chóng sử dụng đồng tiền kỹ thuật số là nhằm bảo vệ tài sản của họ khỏi lạm phát và tìm cách tiếp cận với thị trường quốc tế với những hệ thống kiểm soát hoán đổi tiền mặt mà Venezuela lúc này không có. Chẳng hạn, bạn mua một loại thuốc mà Venezuela không có và bạn không thể đổi ngoại tệ vì tiền mất giá, thì tiền kỹ thuật số lại có khả năng tiếp cận để mua thứ bạn muốn. Khai thác mỏ Bitcoin là công việc hợp pháp tại Venezuela, nhưng hiện nay cảnh sát đang tăng cường bắt giữ các thợ mỏ. Nguyên nhân của động thái này là do chính phủ Venezuela coi đồng tiền kỹ thuật số là mối đe dọa đối với đồng Bolivar đang ngày càng suy yếu. Bởi thế, các thợ đào Bitcoin ở Venezuela hiện nay đang phải hoạt động bí mật. Theo các chuyên gia thì Venezuela là một ví dụ điển hình cho thấy tại sao đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin ngày càng trở nên quan trọng và là phương tiện thay thế phổ biến cho đồng tiền truyền thống. Trong những điều kiện thách thức thì nơi đồng tiền truyền thống đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì tiền kỹ thuật số được xem là một sự thay thế sống còn. Tuy nhiên sự thay thế này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do chúng dễ bốc hơi và rất khó kiểm soát. Để đối phó với tình trạng trượt giá và khan hiếm đồng Bolivar, Venezuela đã cho ra đời hệ thống thanh toán di động. Với hệ thống thanh toán mới trên điện thoại di động, chính phủ Venezuela khuyến khích người dân sử dụng tiền điện tử. Hệ thống thanh toán cho phép người dân chuyển khoản, thanh toán bằng điện thoại di động. Người dùng có thể tải ứng dụng về điện thoại và tiến hành mua sắm trực tuyến. Nạp tiền cũng như chuyển tiền chỉ cần một thao tác. Giới hạn của mỗi giao dịch là 800.000 Bolivar, tương đương khoảng $240 trên một ngày. Tôi bắt đầu sử dụng ứng dụng thanh toán di động từ ngày hôm nay. Tôi thấy nó an toàn hơn rất nhiều so với dùng tiền mặt. Quá trình này cũng rất dễ dàng và nhanh chóng. Tôi có thể sử dụng tại bất kỳ cửa hàng nào. Được biết, dự trữ của một số nước là số tiền được dùng để giữ nền kinh tế ổn định và đi qua những giai đoạn khó khăn. Còn với Venezuela, trong 100 tỷ đô la Mỹ dự trữ của họ, có 7 tỷ đô la Mỹ là giá trị vàng thỏi, không phải tiền mặt. Điều này khiến việc thanh toán trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ có rất nhiều hóa đơn cần phải trả. Hơn nữa, lượng tiền mặt dự trữ của quốc gia này đã giảm xuống đáng kể sau khủng hoảng kinh tế bởi giá dầu. Bởi thế, theo đánh giá, hệ thống thanh toán trên di động sẽ phần nào phát huy tác dụng trong bối cảnh đồng Bolivar ở Venezuela khan hiếm. Hệ thống thanh toán trên điện thoại di động đang được thực hiện cho thấy bước đi tiên tiến của đất nước chúng tôi. Mọi người sẽ sớm thích ứng với hình thức thanh toán mới này. Venezuela đang có nguy cơ vỡ nợ vào năm nay và nước này có thể không vay thêm được tiền nữa để trang trải cho các mặt hàng cơ bản như thực phẩm và thuốc men vốn thiếu hụt. Được biết vào năm 2016, chính phủ Venezuela chuyển một phần số vàng đến Thụy Sĩ để thanh toán nợ hoặc đổi vàng lấy tiền mặt. Từng là một trong những đồng tiền mạnh nhất thế giới, thế nhưng giờ đây đồng Bolivar lại đang mất giá trầm trọng. Từ cuối năm ngoái thì người dân Venezuela đã phải dùng đến hàng trăm tờ tiền chỉ để mua những mặt hàng thiết yếu nhất. Người mua thì đựng tiền trong các túi du lịch lớn, còn các cửa hàng thì phải cân tiền thay cho việc mất quá nhiều thời gian để đếm tiền. Và cho đến thời điểm này thì nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu thô của Venezuela vẫn đang loay hoay tìm hướng đi cho mình
và cuộc sống khó khăn của người dân Venezuela, vì thế cũng chưa tìm được lối thoát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.